Kính chào quý vị và các bạn. Vào thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại gia tăng. Chính vì vậy, công tác phòng chống buôn lậu vào dịp này được Cục Hải quan tỉnh tăng cường và chỉ đạo sát sao. Chuyên mục Hải quan kỳ này, chúng tôi sẽ dành phần nhiều thời lượng phản ánh về công tác phòng chống buôn lậu tại chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Pèo. Ngày 20 tháng 11, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Tham dự kỳ thi có 69 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, được thực hiện bằng bài thi trắc nghiệm 60 phút trên máy tính với 7 lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, gồm giám sát quản lý về hải quan, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm, thanh tra. Căn cứ vào yêu cầu năng lực cần có của từng vị trí việc làm, mỗi vị trí sẽ có một cấu trúc đề khác nhau. Mỗi bài thi sẽ được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng đề. Kỳ thi đã trở thành hoạt động công vụ quan trọng của ngành hải quan nhằm xác định được thực trạng năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức để quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện tại. Lựa chọn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa của ngành. Kết quả đánh giá năng lực từng bước được sử dụng trong công tác tổ chức cán bộ với các hoạt động như điều động, chuyển đổi vị trí công tác. Qua đó lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc, đảm bảo công chức nắm được kiến thức trước khi đảm nhận vị trí mới. Thưa quý vị và các bạn, mấy tháng gần đây, tình hình buôn lậu tại địa bàn cửa khẩu Pò Pèo diễn ra khá phức tạp. Vì vậy, lực lượng hải quan đang làm nhiệm vụ tại đây đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng làm tốt công tác này. Đây là buổi tuần tra trên tuyến biên giới của lực lượng hải quan và lực lượng biên phòng thuộc địa bàn cửa khẩu Pò Pèo, huyện Trùng Khánh. Những tháng gần đây, tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn này diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng thường hoạt động vào giờ cao điểm, vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn, đường sông, nên đòi hỏi lực lượng chống buôn lậu phải căng mình ngăn chặn. Các đối tượng này chủ yếu là cư dân biên giới rất là thông thuộc địa bàn, địa hình, thường là diễn ra vào những cái giờ cao điểm cần gần sáng thì các đối tượng xuất hiện mà lẻn sang Trung Quốc, đi qua những cái đường mòn lối mở để sang bên kia để thu mua những cái thường là thuốc lá thải ở bên Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam để được tập kết tại một số nhà dân ở sát khu vực biên giới để chờ thời cơ để vận chuyển vào cái trong nội địa để bán cho các kho thuốc lá ở gần khu vực thị trấn Trùng Khánh. Tình hình hiện nay thì diễn biến cũng rất phức tạp, dân thì tập trung đông người, lực lượng thì mỏng, mà đa số thì thường là khi mà vận chuyển từ biên giới về Việt Nam hoặc là từ vào trong nội địa thì các đối tượng thường là cắt cử người theo dõi ngay tại trụ sở các lực lượng chức năng cũng như là các ngã ba, ngã tư. Với thực trạng trên, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo sát sao đến công tác phòng chống buôn lậu trên khu vực này. Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Pèo đã lập kế hoạch cụ thể, phân công chi tiết cho các thành viên, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng thực hiện công tác này. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Pèo đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, thu được gần 1.500 kg thuốc lá, 4.500 bao thuốc lá. Ngoài ra, Chi cục đã bắt giữ, xử lý một số vụ buôn bán ma túy và động vật trong danh mục cấm buôn bán. Với địa hình phức tạp, các đối tượng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng sử dụng hình thức chia thành từng bao nhỏ từ 20 đến 25 kg, lợi dụng ban đêm hoặc tờ mờ sáng để vận chuyển qua biên giới. Với những thủ đoạn như vậy đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Các cuộc họp để cập nhật tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới trên địa bàn xảy ra trong ngày, trong tuần, trong tháng
đều được đơn vị triển khai thường xuyên. Qua nắm tình hình, phân tích, đánh giá, lãnh đạo đơn vị sẽ có chỉ đạo chi tiết. Từ giờ đến cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu và gian lận thương mại sẽ gia tăng, đặc biệt là dịp gần Tết Nguyên đán. Vì vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Pèo đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để công tác này đạt hiệu quả. Trước cái tình hình đấy thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức phụ trách cái địa bàn và giao chỉ tiêu cho cán bộ công chức thường xuyên là đi nắm tình hình, thu thập thông tin và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân là không tham gia buôn lậu cũng như là không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu. Đồng thời là cũng có trách nhiệm là tố giác đối với các hành vi vi phạm với các lực lượng chức năng trên địa bàn. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành như là đội kiểm soát Cục Hải quan tỉnh và đồn biên phòng, công an cũng như quản lý thị trường thì thường xuyên là phối hợp tuần tra kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm. Để đạt được kết quả trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, bên cạnh thực hiện tốt sự chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thì sự phối hợp với ngành chức năng chặt chẽ trong công tác này là rất cần thiết, như ý kiến của đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Pèo đã đưa ra ở phần trên, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn lậu qua biên giới như hiện nay. Chuyên mục Hải quan đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.